Có bên này nè. Sau khi chị thử thì... ý này hơi chua chua nhưng mà em thấy ngon. Sao? Nước dừa của đúng không chị? Không có bu là mát giá. Nhạc mèo à? Nhạc phèo của hả? Bây giờ may không nhiều đó. Nè, nè, kính thưa các bạn là nước dừa này gọi nước dừa Việt Nam bằng cu. Quá chua. Mời các bạn đến Bến Tre uống dừa. Ôi, gọi nước